Đây là chương 4, kế toán vật tư, công cụ dụng cụ. Chúng ta có hai nghiệp vụ cơ bản. Thứ nhất là đơn vị tự mua vật tư công cụ dụng cụ. Và nghiệp vụ thứ hai là đơn vị được cấp kinh phí bằng hiện vật, chính là vật tư công cụ dụng cụ. Đây là nghiệp vụ 1. Rút dự toán ngân sách nhà nước thực chi chuyển khoản từ tài khoản 9523.3. Mã bảo hiểm ngân sách đối ứng với nguồn ngân sách là nguồn số 13, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm. Nội dung chuyển tiền mua vật tư văn phòng năm 2021 theo hóa đơn số 0061690 ngày 2 tháng 3 giờ sử năm 2021. Mã nội dung kinh tế là tiểu mục 6599 vật tư văn phòng. Số tiền thanh toán là 10.560.000. Cho đơn vị nhận tiền là Vũ Thành Trung, địa chỉ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng. Và giả sử làm thanh toán luôn cùng ngày của chứng từ gốc là ngày 2 tháng 3 giả sử năm 2021. Một bộ hồ sơ đầy đủ của chúng ta sẽ gồm có như sau. Đầu tiên, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước được in từ trang trực tuyến dịch vụ công kho bạc nhà nước sau khi đã có xác nhận hoàn thành thanh toán của kho bạc, tức là đã có chữ ký điện tử của bên kho bạc. Tiếp theo là giấy đề nghị thanh toán. Người đề nghị là người mua trên hóa đơn, trên chứng từ gốc. Sau giấy đề nghị là chứng từ gốc, chính là hóa đơn bán hàng. Và trong trường hợp nếu như hàng hóa dịch vụ mà đơn vị mua vượt quá số dòng để viết trên một hóa đơn thì các bạn có thể ghi nội dung là mua vật tư văn phòng theo phiếu xuất kho đính kèm. Phiếu xuất kho này là bên người bán xuất kho cho đơn vị. Và người nhận hàng chính là người mua, đơn vị. Tiếp tục là một bộ đầy đủ gồm nguyên nhân, quá trình thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là giấy đề nghị mua vật tư văn phòng. Hiệu trưởng sẽ phê duyệt theo số lượng. Tiếp đến, căn cứ vào giấy đề nghị được duyệt, lập dự trù kinh phí. Hiệu trưởng phê duyệt. Bước tiếp theo phải có hợp đồng kinh tế ký giữa hai bên thỏa thuận việc mua bán. Hiệu trưởng đại diện để ký với nhà cung cấp. Nhà cung cấp thực hiện bàn giao vật tư văn phòng cho đơn vị, chính là phiếu xuất kho. Sau đó thực hiện thanh lý hợp đồng ký giữa nhà cung cấp với lại hiệu trưởng đại diện. Và bước cuối cùng phải có phiếu giao nhận vật tư văn phòng. Đơn vị mua vật tư văn phòng về không làm thao tác nhập kho và xuất kho ra để sử dụng mà đưa thẳng cho các bộ phận sử dụng, tức là hạch toán thẳng vào tài khoản chi phí mà không đi qua tài khoản trung gian 152 vật tư và tài khoản 36612 nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tồn kho thuộc về nguồn ngân sách nhà nước cấp. Chúng ta sẽ thao tác trên phần mềm kế toán như sau. Các bạn vào phân hệ kho bạc, thao tác rút dự toán chuyển khoản để thanh toán cho nhà cung cấp, sau đó sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc. Hoặc các bạn có thể làm ngược lại, đó là vào chuyển khoản kho bạc, kiểm soát phần hạch toán kế toán, sau đó bật ngược lại tiện ích để sinh giấy rút dự toán chuyển khoản. Tôi sẽ lựa chọn cách thứ hai, vào danh sách chuyển khoản kho bạc. Để lựa chọn một chứng từ có hạch toán tương tự như nghiệp vụ mua vật tư văn phòng, tôi chọn nghiệp vụ mua văn phòng phẩm, nhân bản.
Loại chứng từ muốn nhân bản là chuyển khoản kho bạc, đồng ý. Đơn vị nhận tiền là ông Vũ Thành Trung. Các bạn nhấn mũi tên. Nếu không có đơn vị nhận tiền ở đây, chúng ta tạo mới khách hàng nhà cung cấp khoảng cách, nhấn dấu cộng màu xanh. Mã khách hàng, tôi đặt tên là Trung. Tên khách hàng là Vũ Thành Trung. Địa chỉ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tài khoản 10400068 1951. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng. Chúng ta nhấn vào mã ngân hàng, ấn ống nhỏ để tìm kiếm. Tôi đặt từ khóa tìm kiếm là Hai Bà Trưng. Và chúng ta kích chọn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Hai Bà Trưng, đồng ý. Cất. Và chúng ta sửa lý do chuyển tiền, đó là chuyển tiền mua vật tư văn phòng theo hóa đơn số 0061690, giả sử ngày 2 tháng 3 năm 2021. Ngày chứng từ chúng ta lập cũng là ngày 2 tháng 3 năm 2021, tức là khi đơn vị nhận được chứng từ gốc là hóa đơn của ngày 2 tháng 3 thì đơn vị làm thao tác để thanh toán cho nhà cung cấp luôn. Số chứng từ đã tự động nhảy sang chuyển khoản kho bạc 007. Chúng ta copy lý do chi và paste vào phần diễn giải. Hạch toán vẫn là nợ 61112 có 5111. Số tiền bây giờ là 10.560.000. Nguồn ngân sách huyện tự chủ, tiểu mục là 6599 vật tư văn phòng khác. Cấp phát vẫn là dự toán nghiệp vụ thực chi và thống kê tương tự như nghiệp vụ của cá nhân bản, đó là hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Không liên quan đến loại quỹ, không liên quan đến tiền mặt cũng như tiền gửi. Các bạn cập nhật hạch toán đồng thời và nhấn cất. Tại đây các bạn có thể in được giấy đề nghị thanh toán mẫu C37HD. Chúng ta nhấn thực hiện, kính gửi hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan. Người đề nghị thanh toán là người mua trên hóa đơn, giả sử cô Trịnh Thị Ngọc Tiên. Ở bộ phận là nhân viên. Đồng ý. Các bạn in giấy đề nghị này ra, viết tay kèm theo 01 chứng từ gốc và ký đề nghị thanh toán, ký kế toán trưởng và ký thủ trưởng đơn vị, kèm với đó là chứng từ gốc. Chúng ta đóng lại. Trên thanh công cụ chúng ta chọn tiện ích để sinh ngược lại giấy rút dự toán. Và chúng ta kiểm tra các thông tin ở giấy rút để chúng ta nhấn cất. Số của chứng từ phần mềm đã tự động nhảy. Trong trường hợp số chứng từ bị nhảy sai, tức là đã không liền mạch về số chứng từ, thì các bạn lại lên thành menu để chạy lại số chứng từ. Và tại giao diện của giấy rút chuyển khoản này, chúng ta sẽ in được mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước theo nghị định 1/2020/C202A, nhấn thực hiện. Kiểm tra về cách hiển thị và nhấn đồng ý. Đây là giấy rút dự toán ngân sách thanh toán chuyển khoản cho đơn vị nhận tiền là Vũ Thành Trung. Chúng ta sẽ lên thanh công cụ, nhấn xuất khẩu dịch vụ công để lưu chứng từ này trên máy, sau đó vào trang dịch vụ công kho bạc nhà nước để up chứng từ này lên làm thanh toán đẩy sang cho kho bạc. Tình huống thứ hai, đơn vị mua vật tư văn phòng về làm thao tác nhập kho, sau đó xuất kho ra giao nhận cho các bộ phận sử dụng. Vậy hồ sơ của các bạn sẽ có thêm phiếu nhập kho, phiếu xuất kho theo mẫu C30,
C31HD-107. Yêu cầu các bạn vẫn phải làm giấy rút dự toán ngân sách để làm thanh toán cho nhà cung cấp. Nhưng về hạch toán kế toán đã có sự thay đổi. Chúng ta đóng giấy rút lại. Trong phân hệ kho bạc, thay vì các bạn làm thao tác hạch toán nợ tài khoản 61112 có tài khoản 5111 ở phần chuyển khoản kho bạc, thì bây giờ bút toán sẽ trở thành chuyển khoản kho bạc nhập kho mua vật tư văn phòng. Các bạn phải hạch toán qua tài khoản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và giá trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho, tức là nợ tài khoản 152 đối với mua vật tư văn phòng là nguyên vật liệu, nợ tài khoản 153 đối với vật tư văn phòng là công cụ dụng cụ, và có tài khoản 36612 giá trị của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong kho. Sau đó sang phân hệ tổng hợp, vào chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán phiếu xuất kho giao nhận cho các bộ phận sử dụng. Tại đây nghiệp vụ các bạn hạch toán nợ tài khoản 61112 có tài khoản 152 hoặc 153, và đồng thời nợ tài khoản 36612 có tài khoản 5111. Chúng ta sẽ thao tác trên phần mềm như sau. Các bạn sẽ làm theo con đường là lập giấy rút dự toán chuyển khoản, sau đó xin chứng từ chuyển khoản kho bạc, rồi sang tổng hợp để hạch toán xuất kho. Tôi sẽ tìm trong danh sách giấy rút và nhân bản giả sử chuyển tiền mua nhập kho vật tư văn phòng vẫn là chứng từ này. Ấn chuột phải để nhân bản. Các thông tin vẫn của nghiệp vụ trước không thay đổi. Tài khoản số 9523.3. Mã quan hệ ngân sách. Người nhận tiền là ông Vũ Thành Trung, có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng. Chuyển tiền mua nhập kho. Các bạn đánh chuyển tiền mua nhập kho. Vật tư văn phòng vẫn là hóa đơn 61690 ngày 2 tháng 3 năm 2021. Copy diễn giải, paste xuống phần nội dung thanh toán. Số tiền vẫn như vậy, tiểu mục vẫn là 6599. 10.560.000. Và ngày của chúng ta giả sử vẫn là ngày 2 tháng 3 năm 2021. Ngày hạch toán cũng 2 tháng 3 năm 2021. Số chứng từ giấy rút dự toán đã tự động chuyển sang số tiếp theo là số 10. Các bạn điền cất. Bạn có muốn xin chứng từ chuyển khoản kho bạc không? Chúng ta đồng ý. Và tại giao diện của chuyển khoản kho bạc, chúng ta phải kiểm soát hạch toán đã có sự thay đổi, chính là ở đây. Mua nhập kho, các bạn sẽ hạch toán nợ tài khoản 152 đối với vật tư văn phòng là nguyên vật liệu và tài khoản 153 đối với vật tư văn phòng là công cụ dụng cụ. Vậy thì các bạn phải xác định trong bộ hồ sơ các bạn mua vật tư văn phòng thì toàn bộ vật tư văn phòng này là nguyên vật liệu 152 khi nhập kho hay là 153 khi nhập kho. Chúng ta xem phiếu xuất kho của nhà cung cấp. Xuất kho cho đơn vị mua là đơn vị trường học. Khăn lau bàn đơn giá là 7.500, khăn giấy 23.000, nước rửa tay 29.000, vân vân. Đây sẽ là nguyên vật liệu, tài khoản nhập kho 152. Tiếp theo, ghế nhân viên và ghế thủ trưởng có đơn giá là 885.000 và 2.500.000. Chúng ta xác định đây là công cụ dụng cụ. Cho nên khi chúng ta làm thao tác nhập kho thì ghế nhân viên có 4 cái và ghế thủ trưởng 1 cái, đây chính là công cụ dụng cụ. Tài khoản hạch toán là nợ 1553. Và các bạn xác định tổng nhập kho của tài khoản 153 chính là 3.540.000 cộng với 2.500.000 bằng 6.040.000. Vậy 10.560.000 mua vật tư văn phòng bao gồm
6.040.000 công cụ dụng cụ và 4.520.000 nguyên nguyên vật liệu.